Đây này người. Cái gì đây? Vâng, trận đấu sẽ được bắt đầu ngay bây giờ đây khi mà hai đội ở Hà Nội này thì nhanh quá. Vâng, trận đấu sẽ được bắt đầu bên phía Brexit, đó là Borussia VN với đội hình mới cực kỳ là mạnh. Đội hình mới mà cũ, đây là một trận đấu mà Kim sẽ gặp lại những người đồng đội cũ đến từ Super CTV, trong khi đó Hiếu Bé sẽ gặp lại những người đồng đội cũ từ Clan Vua, bởi vì đây là một cái gọi là chuyển nhượng đổi người mà thôi. Bot hiện nay chúng ta có Chicago, đó chính là Chí. KuCon, Sadie, Batman là Kim và Bột Con. Trong cái đó thì Super CTV, và các bạn vừa xem trận đấu vừa rồi thì chắc chắn là không còn lạ gì vì Hiếu Bé, Rambo, Bin, Jerry và No One nữa. Ở bất cứ một trận đấu nào thì chúng ta cũng có hai cây sniper phải nói là đỉnh của đỉnh. Ở đây bây giờ sẽ là Chicago và Super Rambo. Hóa ra là tên là Bất Mãn chứ không là Batman à? Không quan tâm lắm. Sadie đã đổi ngắm cho bên phía của Chicago rồi. Sadie cũng là một sniper khá là ghê gớm đến từ The First cũ. Đấy, thì đấu màu áo của The First khá là lâu phải. Có Batman đang xô vào nhưng Jerry đã hạ được bên phía Batman. Super Jerry cũng đã nằm, bây giờ đục chết được đội đến từ bên phía Bột Con, đục chết được Rambo rồi. Jerry, Hiếu Bé cùng với ai đây và đang gọi người về cứu đến từ Hiếu Bé. Hiếu Bé đang hầu thôi, nhưng ba thành viên của Boss FVN họ còn yếu máu, họ không còn nhiều máu nữa. Bột hạ được bên phía của Jerry Fake. Bin double kill dành cho Bin, triple kill cho Bin. 1-0 cho Super CTV. 1-0 dành cho Super CTV trong cái tình huống mà bên phía Boss FPN họ còn 3 người. Tuy nhiên 3 người này đều còn rất rất dẹp. Đục dọa, đục check đến từ Bin mà thôi. Trong khi đó thì Jerry, vâng, Quốc Con double kill ở đây, ép ra long đến từ bên phía Quốc Con mà xuất sắc, có double kill dành ở bên phía Super CTV. Thiếu đi hai người, đánh cái kiểu gì đây đến từ bên phía của Boss FVN. Thiếu bây giờ là tận 3 rồi, bây giờ thì là 4 và người thứ 5 cũng đã nằm xuống. Và đấu rất chóng vánh, chỉ trong vỏn vẹn 1 phút mà thôi, 5 thành viên của Boss FVN đều đã bị hạ. 2-0 của Super CTV. Và họ bên phía của Super CTV họ đang chút giận lên nhiều người tiếng Boss FVN đây chào. Đây không còn một rào đấu nhanh nữa rồi. Khi mà Super CTV họ không quyết định đánh nhanh thì bên phía Boss FVN cũng cứ từ từ mà tiến thôi. Vâng, Batman vừa có một double kill sau khi trước khi anh ấy phải nằm xuống. Có double kill là quá đủ rồi. Khi mà bây giờ thì Boss FVN họ lại lợi người.
họ không còn ở phía bị động nữa, bây giờ họ sẽ chuyển sang thế chủ động. Còn người đi móc đang là KuCon, đang muốn tìm kiếm bóng dáng của Rambo. Rambo đang ở đâu? Vâng, nhìn thấy Rambo rồi, khói rất đặc nhưng KuCon vẫn nhìn thấy, có lẽ là chữ đỏ đã xuất hiện và đó là 1-2 dành ở bên phía Boss FN. Vâng, một trái HE đã cướp đi của Chicago, đó là 40 máu, chính xác thì là 35 máu. Khá là nhiều. Năm thành viên của Boss FPN họ vẫn đang giữ vị trí, chưa để lộ bất cứ thứ gì cả. Của mỗi Chicago là đen đủi ăn một trái HE và mất cho mình có 35 máu thôi. Và bây giờ thì họ bên phía của Boss FPN muốn nập vào, ngay tức hai thành viên đã bị hạ, đó Kim cộng với cả Chí. Xây đi lấy lại được mạng của No1, lấy lại được mạng của KZ, nhưng mà Boss FPN bây giờ họ vẫn cứ là thiếu người so với bên phía Super CTV. Bốn đấu ba, 45 giây, căng tham cho chuẩn vào, đừng để muộn quá. Không có thời gian sửa chữa lỗi lầm nữa thì không vui. Bây giờ thì cầm trái bom ra luôn mà không cần biết pin đang ở đâu luôn. Thật sự đấy, một tình huống Boss FPN họ dường như là quá vội vã thì phải. 3-1 dành cho Super GTV. Chí KuCon còn cầm trái bom ra khi mà đồng đội còn chưa check hết sai, thậm chí đồng đội đang bắn nhau, mình nhớ là đồng đội đang bắn nhau với pin cơ mà, mày ấy vẫn rút trái C4 của mình ra, hơi khó hiểu đến từ bên phía Boss FPN. Vâng, tuy rằng hai đội tuyển này đều đến từ Hà Nội nhưng mà ngày hôm nay thì họ lại thi đấu hai địa điểm thi đấu. Một đội thì đang ở Nhiệt Game Cyber, một đội thì thi đấu ở Epic Gaming. Và Chicago đã hạ được bên phía Super No One. Đây là cơ hội tốt để bên phía Boss FPN có thể tấn công vào bom CB cũng được, và về lại bom A thì cũng ok thôi. Nhưng mà bây giờ Chicago là người cầm bom, anh ấy đang ở rất sát. Vâng, có vẻ như anh ấy lùi lại không được vì bị kẹt ở đây, phải bom rơi ở trên hầm B. Đèn, hơi đèn. Đã có radio chuyển sang đánh ngay. Bốn đấu bốn, Jerry mất cho mình nửa máu, ấy đang thủ mid. Hai thủ mid, một A và một B. Mid có thể về cứu vào B rất bất cứ lúc nào, map nhỏ như thế này. Trong khi đó thì có lẽ muốn tấn công bom xe A rồi. Đi mid vào A. Chắc chắn là phải có người đi mid vào rồi. Nhưng bị đục đến từ bên phía của Super Bin. Bin đã trong tình huống đó có một cái chút gì đó gọi là cảm nhận và đục. Mất rất nhiều máu của bên phía Boss FPN. Và không hiểu vì lý do gì mà anh có thể đục được trong tình huống đó. Chẳng có một dấu hiệu nào cả. Không có một dấu hiệu nào bên phía Boss FPN để lộ ra, nhưng mà vẫn bị đục cho mình. Đó là rất nhiều máu buộc phải ló ra là chết. 4-1 dành ở bên phía Super CTV.
ép nhanh đến từ bên phía Super GTV. Nhưng hai người em đang bị làm sao đây? Một người chết rồi, một người còn lại lại còn ném bom ra xong rồi chết theo. Đó là hai mạng dành cho Kim. Ba đấu năm trong tình huống này. Hai thành viên ép của Super CTV là Jerry cùng với cả Khánh trong tình huống đó ép ra không lấy đi được một cái gì quá đáng giá đến từ bên phía Boss FPN cả. Thậm chí nửa máu Chicago họ cũng chả lấy được. Đấy, họ mới chỉ lấy được 46 máu, chưa được một nửa. Và Super Rambo tình huống một đấu năm này thì chắc chắn là anh không thể làm nổi. Bởi vì nó là rất rất khó, tỷ lệ làm được nghĩ chắc là chỉ là 1/1000 mà thôi. 2-4 dành cho Boss FPN. Họ vẫn chưa thua rồi, chưa có gì là quá chắc chắn cả. Một mồm dành cho Super Rambo lần này thì đẩy là thành công đến từ bên phía Super CTV. Lần trước họ đẩy thì hoàn toàn thất bại 100%, họ không lấy lại được cái gì cả. Lần này thì họ thành công, nhưng bây giờ thì Super Rambo bị hạ và Jerry cũng đã nằm. Tuy nhiên thì bên kia thiệt hại không phải là ít. Kim mất cho mình đó là 30 máu, Kucon nửa máu và Chicago mất rất rất nhiều máu. Bên phía của Boss FPN hơn một người. Tuy nhiên thì họ không còn quá nhiều máu ở mỗi thành viên nữa. Bây giờ hơn hai người và bây giờ là bỗng dưng là xây đi cộng với cả Kim lại hạ được hai thành viên Super GTV, khiến cho cái thế trận phòng thủ Super GTV nó hoàn toàn là tàn vỡ rồi. Jerry Fake là người duy nhất còn sống sót. Hiếu bé, một đấu bốn, một mạng dành Hiếu, dành cho Hiếu bé. Hai mạng dành cho Hiếu bé, nhưng không có mạng thứ ba. Nếu check đúng vị trí thì rất có thể sẽ là mạng thứ ba với việc Chicago còn rất ít máu. Một đầu bốn trong tình huống đó, Hiếu đã làm được một nửa, Hiếu bé đã làm được một nửa. Tuy nhiên thì anh ấy không thể kết thúc được cái công việc của mình. 3-4 dành cho bên phía Boss FPN. Super CTV họ không muốn đẩy ai ra bắt người nữa. Hai lần họ đẩy thì hai lần họ thua. Họ thiệt hại quá là nhiều. Boss FPN họ đã tụ rất nhiều bom B này rồi. Một trái blast được ném vào, bây giờ đang tràn vào khu bom trái B. Hai mạng dành cho Kucon và chiếm được hay chưa? Có vẻ như là chiếm được rồi, chiếm được bom trái B rồi. Nhưng lần này thì là rất cẩn thận đến từ bên phía Boss FPN. Họ đang check rất từ từ, không dám đặt bom. Sẽ là đầu súng ở đây khi mà người của bên phía Super CTV lại tràn lại rồi, chiếm ngược lại bom. Kucon là người còn sống sót duy nhất. Vâng, chiếm được bom với 4 thành viên còn sống sót. Tuy nhiên 3 người Super CTV từ bom xe A cũng như là Mít đẩy về đã chiếm lại được bom xe B rất thành công. Và đó là 5-3 dành ở bên phía Super CTV. Smoking grenade.
Bây giờ thì boss xếp VN họ sẽ tấn công vào đâu đây? Người của họ vẫn đang dàn trải ra khá là đều, chưa có một cái tụ điểm nào thực sự cả. Tại sao cái bản đồ nó lại bé thế này nhỉ? À quên mất. Nhìn cái này. Đó là đội hình của bên phía boss Xavier vẫn đang là dàn trải. Trong khi đó đội hình phòng thủ của Super GTV cũng là tương đối là cần. Và chúng ta vẫn phải chờ những pha bắt người mà thôi. Flash đẩy lên rồi, Saya sẽ là địa điểm mà bên phía boss FPN muốn hỏi thăm. Vâng, nhưng Jerry Fake đã hạ được bên phía Chicago. Batman và Kim đã bị hạ. Nhưng mà mới chỉ là 2 đổi 2 mà thôi. Bột đang ở đâu? Bột đã hạ được Jerry. Bột chỉ còn 3 máu ở mình. Đặt bom hay không? Vâng, bây giờ đặt bom cũng chết. Mà không đặt bom thì cũng nằm. Super Rambo bắn tăng cơ, còn bắn hay hơn bắn ngắm như thế này. 6-3 dành cho bên phía của Super CTV. Lượt thi đấu thứ hai sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Liệu rằng boss FVN họ có cơ hội lật kèo hay không? Vâng, phải chăng không phải là ba đội hòa nhau mà sẽ là thắng vòng tròn? Có nghĩa là A thắng B, B thắng C, C lại thắng A. Đấu này cả hai đội chung ở bảng đấu này thì trận đấu nào nó cũng là trận đấu rất căng thẳng. Cả hai đội đều phải giành được từng điểm số cho mình. Vâng, bây giờ thì Rambo lại cầm lại khẩu ngắm. Được đồng đội stack lên cao để có thể bắt cao A. Ôi nhưng mà Chicago lại là người nhanh hơn. Khi mà anh ấy đã ngắm trước hồi cao A đó rồi, Rambo rất khó để có thể nào né được. Super Jerry có vẻ như đã bị phát hiện ở bột. Bột ngay tức phải lùi về dưới khu vực, không biết khu vực này gọi là gì đây. Nhưng bột đã ngay tức phải lùi về rất sâu ở trong khu bóng bề. Vâng, mà cu con đã ở bên phía Jerry khi mà Jerry cố gắng lên gục bom xe. Và vừa rồi một trái flash nữa đã giúp cho cu con có được double kill dành cho mình. Tuy nhiên thì hai mạng đổi lại dành cho Super CTV. Bây giờ Super CTV quay đầu là bờ hay chăng? Chỉ có KZ tìm thấy được bờ mà thôi. Còn bên phía Bin thì chưa bơi vào được bờ, đã bị cá mập kéo lại rồi. Bây giờ thì Super No One một mình chống Mafia. Thực ra đây là một Mafia một mình chống lại toàn bộ đội cảnh sát. Một trái flash ra rất chuẩn đến từ bên phía của bột. Cầu càng nhiều giờ càng tốt, không đặt bom được thì chỉ có thua. Nhưng bật bom là rất nhanh, 1-3. Hơi khó cho bên phía của No One. 1-0 dành cho boss FVN. Một không cho boss FVN, và liệu đây có phải round đấu mà họ bắt đầu con đường chinh phục, cái con đường gọi là bắt đầu lật kèo của họ hay không?
thua 6-3, thua 3-6 ở lượt đi. Và bây giờ thì họ thắng được 1-0. Tuy là rất xa, nhưng mà từng round mỗi đấu một thì họ sẽ nuôi thêm một chút hy vọng cho fan hâm mộ của BossFBN. Super Jerry bị mất cho mình, nó là 70 máu nên anh không dám manh động nữa. Một khi mà anh ló ra khung mít thôi thì rất dễ anh ấy có thể bỏ mạng. Ném flash lên và bây giờ thì tấn công Bosa đến từ Super GTV. Rumble hạ được một người nhưng khói và mù đang ném ra rất là nhiều. Bin vào đây và hạ được Chicago, tuy nhiên Bin đã phải nằm xuống. Sadie vẫn đang thủ ở cuộc mít này. Mít cầu nhìn cầu mít nhìn lên khu vực bom xe A, Sadie hạ được một người đó, Rambo bị đánh chặn. Vâng, Rambo muốn mang trái bom lên để tiếp tế khu vực bom xe A, nhưng mà người đã bị đánh chặn. Rất tiếc dành cho Rambo, bây giờ một mình Hiếu Bé đấu hai. Đấm mồm là nhanh đến từ Hiếu Bé, thế nhưng mà với khẩu mẫu ra một, đấm mồm thì nó cũng chỉ là 9 nick máu mà thôi. Kim đã may mắn hơn, có thể nói là may mắn hơn. 2-0 dành cho bên phía BossFBN. Trái HE rất chuẩn mực. Và nạn nhân lần này thì đó là Kim với 30 máu bị mất. Vẫn chưa có gì xảy ra kể từ khi mà Kim bị dính một trái HE. Thế nhưng mà bây giờ thì có một cái có biến thật sự đây. Ba người của Super CTV tràn vào vùng mid 4. Bây giờ những người double kill dành cho bên phía KuCon, những bốn đồng đội của anh đã bị hạ mất rồi. Anh cũng không sống thêm được là mấy tí. 1-2 dành cho bên phía của Super CTV. Có vẻ như đục thẳng của mid lại là một quyết định táo bạo bất ngờ đến từ Super CTV, và trong cái round đấu vừa rồi thì họ đã thành công. Cái gì này? Súng thì không cầm. Rambo đã đổi sang khẩu AK-47. Thi thoảng là có thể xem stream cá nhân của những xạ thủ như Rambo hay là KZ thì họ bắn Sting, họ cũng rút AK-47 ra rất nhiều. Bây giờ Rambo đã rút khẩu AK-47 của mình ra. Liệu đây có phải quyết định thay đổi trận đấu hay không? Bột vẫn đang là một cái chốt chặn khá là đáng tin tưởng. Bình thường thì bên phía BossFBN trận round đấu thua là round đấu mà mid bị đục chứ không phải là bom B bị đục. Trong khi đó thì Super GTV họ lại đang chuẩn bị vào khu vực bom xe B rồi. Jerry, hai thanh niên Jerry, hai chú chuột này sẽ quậy ở khu vực bom xe A. Rất nhiều flash, không mới chỉ có hai quả flash được ném ra và thôi. Jerry đã hạ được bên phía của KuCon, nhưng trên bom xe A đó là Kim, đó là Kim. Còn chỉ là fake mà thôi, nhưng mà cái bài này chắc là boss họ quen thuộc quá rồi, họ không bị mắc. Không bị mắc bay, họ chẳng dồn người đi đâu cả. Bắt lại được một người Chicago, hạ thêm một người nữa. Bốn mạng dành cho bên phía BossFBN. Và đó là 3-1 cho Boss. Và thế trận đang đổi chiều đây. Nó đang đổi rất là nhiều.
Và rất nhanh thì vừa vào đầu trận đấu, Kim đã có mạng của Jerry mất rồi. Như vậy đã khó nay càng khó hơn. Còn Rambo đã quyết định không sử dụng AK-47 cho mình nữa, mà đó là M4A1. Nếu CTV họ để thua hai trận đấu, cơ hội của họ sẽ là gần như bằng không. Nên họ cần phải cố gắng hơn rất nhiều. Họ thua cả Begin cả Boss thì thôi rồi Lượng ơi. Ít nhất họ nên có một trận hòa. Không thắng cũng được, nhưng ít nhất phải hòa để hy vọng rằng Begin thắng được Boss FPN. Năm mươi ba giây bắt đầu ném flash vào vùng mid và đẩy lại là đẩy mid rồi. Lần trước họ đẩy mid thành công, lần này liệu có thành công hay không? Rambo bị hạ nhưng trước đó anh ấy đổi được mạng của Kim. Vâng, bom lại luôn về vụ bom xe B, đó là Bin. Nhưng ở mid thì liên tục là một đổi một, và bây giờ thậm chí không phải là một đổi một nữa mà nó đổi lỗ dành cho bên phía Super CTV. Và Super CTV lại một lần nữa thất bại trong tình huống tấn công của mình. 4-1 cho Boss FPN, nên nhớ Kim là một bậc thầy về chiến thuật. Vâng, bởi vì nói liên tục từ sáng đến giờ, trận này cũng là trận thứ 5 rồi nên là hơi mệt một chút. Nhưng mà không sao cả, cái một trận đấu này nó vẫn đang diễn ra rất hấp dẫn. Hiện tại tỷ số đang là hòa 6-3 ở lượt đi, và bây giờ thua 1-4 thì tỷ số là 7 đều. Có vẻ như là Super CTV chiến thắng ở lượt đi, thậm chí là với một cái tỷ số 6-3 thì cũng là khá tách biệt. Điều đấy nó không làm cho bên phía của Boss FPN một tí chùn chân nào cả. Đó, nhìn Kim bị mất cho mình nó 60 máu trước từ những trái HE được quăng vào vùng mid. Anh vẫn có thể hạ được Rambo mà không mất thêm bất cứ một máu nào cả. Lại mất người, lại là khó dành cho bên phía của Super GTV, nhưng rất may là Yobe đã lấy lại một mạng của Kim. Đáng tiếc dành cho bên phía Super GTV là Kim lại là người yếu máu nhất bên phía của Boss FPN. 4-0-4. Lùi về khu vực bom xe rồi, lùi rồi. Không dám công lên nữa. 29 giây, tham mình nên là chuẩn. Và ngay lập tức rút hết về khu vực bom xe thôi. Quả này thì Super CTV xong rồi. Liệu có phải là xong rồi hay không? CD hạ được bên phía của No One đang đặt bom. Trái bom đã được thiết lập thành công hay chưa được thiết lập thành công? Và đó là 5-1 dành cho bên phía của Boss FPN. 5-1 cho Boss. Con số 6, con số mà khiến cho Boss FPN họ ít nhất có một trận hòa sắp đến rồi. Super GTV cần phải sốc lại tinh thần, cũng như là cần một người chỉ đạo chiến thuật, có gì đó là đổi mới đi. Đổi mới split, nếu không thì thua hai trận thì cũng chính là sách gear đi về. Không ổn, một đội hạng 3 thế giới sách kia đi về ở cái vòng này là không ổn. Chúng ta có thể thấy là sự mất đi Kim là mất đi sức mạnh khá lớn của Super CTV. Và bây giờ họ tràn vào bom xe B với 5 thành viên, nhưng mà bù đặc không ai nhìn thấy cái gì cả.
Vâng, vẫn cứ đặt bom thả. Cái gì thế này? Đang bắn nhau điên loạn ở trong mà lại dám đặt bom. Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi là một tình huống mà bột đã clear team với triple kill bằng một đa một cũng như là hai viên đe cực kỳ là kinh khủng. Hay gì thế? Ở tình huống đó thì mình thực sự là hơi bất ngờ. Sau tình huống triple kill thì ok, nhưng mà hai pha đe tiếp theo thì khá là kinh đến từ bột. Tình huống đó thì cảm thấy bị sơ tăn luôn, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Chicago hạ được Jerry, một đổi một với Jerry là điều mà chúng ta không mong muốn được thấy bây giờ, khi mà Super GTV họ đã để thua quá nhiều rồi, quá nhiều rồi. Họ dẫn người còn để thua, chưa nói gì là mất người như thế này. Sao lại có muốn một bắn gì như vậy, lại bảo làm thêm 4 phát ở 4 mạng nữa, bây giờ làm hộ Super CTV bây giờ tù lắm rồi, họ không biết nên đi đâu về đâu về làm gì nữa rồi. 57 giây dành cho Super CTV, liệu đấy có phải 57 giây à? Không phải, khi mà họ vẫn còn một trận với Playgun Club nữa. Thế nhưng mà nếu thua trận này, trận đấu gặp Playgun Club thì dường như là một trận đấu thủ tục mà thôi. Đó là nếu như Playgun Cup thua trước Begin ở trận đấu đang diễn ra. Một mồm dành cho bên phía của yêu bé là rất nhanh. Liệu bây giờ nhanh bây giờ là phải là đủ hay không? Còn Rambo có double kill dành cho mình, 26 dành cho Super CTV. Và bây giờ thì họ cần một round đấu ít nhất phải hòa thì họ mới có cơ hội để đi tiếp. Không vui với Super CTV rồi, mà họ cần cố gắng lên một round đấu thôi, một trận hòa là họ sẽ có cơ hội. Vâng, đương nhiên là cơ hội đấy nó không lớn lắm, họ phải hy vọng rằng Begin có thể hạ được Boss FBN đó nếu họ hòa trận đấu này. Chơi chiến thuật gì đây? Bom ở A, ba người tụ B, chơi trò gì ở B đây? Mộc rất đặc ra của bom xe B. Bom thì có vẻ như là đang fake. Nhưng mà các bạn nên nhớ là bên phía của Boss FBN thì họ có bậc thầy về chiến thuật, đó chính là Kim. Nhưng liệu những cái tình huống fake như thế này có đủ để cho bên phía Boss FBN họ lùi hết về khu bom xe B hay không? Vẫn giữ nguyên vị trí từ đầu đến giờ, chẳng có một cái gì thay đổi cả, ngoại trừ là việc CD bị mất quá nhiều máu. Nhưng bây giờ thì đi mít đến từ bên phía Super CTV, pin hạ được một người, pin hạ được KuCon. Bây giờ Batman bị hạ rồi, CD có mạng, tuy nhiên bây giờ là 4 đấu 3 bắt, CD đã bị hạ. Chicago cùng với bột bị hạ, và bây giờ chỉ có một mình Chicago mà thôi. Chí có làm được hay không? Một đấu ba dành cho Chí. Như vậy là không được rồi, ít nhất thì Super CTV họ cũng có một trận hòa trong trận đấu này. Một điểm dành cho Super CTV, hốt cả hền. Nhưng bây giờ thì họ phải đặt hết niềm tin vào Begin, vào phát con Thái Maxim cùng Rudo để Begin có thể hạ được Boss FBN. Như vậy thì họ và Boss FBN